Thì tôi mời tiếng hát của chị Ngọc Điệp. Nãy giờ không được, chị phải hát một bài. Không có lắc đầu được. Tôi mời tiếng đàn guitar của em gái Văn Phượng. Ai cũng phải hát với lại đàn, chị hát bài đi. Rồi để hôm nay là ngày lễ giỗ của sư phụ thì chúc cho sư phụ sớm siêu vui như mình cực lạc an lành, chúc cho tất cả mọi anh chị em trong buổi tiệc ngày lễ giỗ của sư phụ hôm nay thì cũng như dào sức khỏe, mọi người đều thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Cảm ơn. Sau đây thì Ngọc Điệp cũng xin hát hai câu giọng cổ trong lớp Trọng Thủy Mỹ Châu. Trọng Thủy ơi, chàng nổi tiếng những điều chẳng hay, không thấy quả nào say đắm với chàng đâu. Vì Trọng Thủy muôn đời là của Mỹ qua bầu
chị em tất cả, cảm ơn tất cả mọi người. Alo. Anh Đức ơi.